Chào mừng các bạn quay lại đến với Demon War. Thế này thì chúng ta sẽ tiến hóa giả 3 của loài con voi nhất. Tiến hóa giả 3. Ba trận đấu nữa là đi tìm, ba trận đấu nữa xong là đi tìm cái con Lichie Enamon huyền thoại. Frozen Mist. Flash. Solarify. Solarify tối thượng. Siêu cắn. Ôi, không phải mà là siêu lốc xoáy. Dương đi quỷ. Chiêu cắn. Solarify. Chiêu hồi. Solarify tối thượng. Hoàn thành. Solarify. Solarify tối thượng. Rồi bị giàn sát thương rồi. Chiêu cắn. Rồi lại bị giàn sát thương nữa rồi. Dương Lưu Quỳnh. Solarify tập trung năng lượng. Solarify tối thượng. Chùm tia cầu vồng thôi à. Chùm tia đen tối. Hoàn thành. Boss cuối cùng rồi. Bắt đầu. Cô bò dòng huyền thoại giống
Nên nó mau huyền thoại rấm nước. Chiêu cắn độc. Sô lắp phải. Sô lắp phải tối thượng. Quay xứng gà. Giàn sát thưa nữa rồi. Cho lắp phai. Cho lắp phai tối thượng. Đánh giáp. Chiêu cào hôn. Malakite. Hojike. Roi rừng. Rồi cái roi mà cái lá gì. Sô lá phai tập trung năng lượng. Trời ơi xấu quay thôi thì. Sô lá phai tối thượng. Hoàn thành. Bắt đầu tìm kiếm thôi. Glissier đây rồi. Poison ga. Zuli Wii. Được rồi. Thẻ chứa Nanomom tiến lên. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tàn trình ở đây. Nếu ai nào thích video thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.